bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Các bạn mến, các bạn đã từng bao giờ rơi vào tình huống là cảm thấy chất lượng ảnh chụp từ những chiếc smartphone của bạn chưa đủ đáp ứng yêu cầu của mình hay chưa? Thế nhưng các bạn lại quá ngại việc là mang theo những chiếc máy ảnh DSLR hay là mirrorless nặng nề, và bạn sẽ muốn tìm đến một điều gì đó nằm giữa hai sự lựa chọn này. Không gì khác, đó chính là sự lựa chọn những chiếc máy ảnh du lịch nhỏ gọn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gợi ý đến với các bạn 5 mẫu máy ảnh du lịch nhỏ gọn và rất là xinh xắn nhé. Các mẫu máy ảnh du lịch vừa giữ cho các bạn được tính di động của một máy ảnh compact thông thường, nhưng với giải tiêu cự rộng hơn nhiều và đáp ứng được với mục đích chụp đa dụng trong những chuyến đi. Tất nhiên là sẽ có sự khác biệt nhất định với chất lượng ảnh chụp máy ảnh DSLR hoặc là những máy ảnh mirrorless, vì chúng buộc phải sử dụng cảm biến nhỏ hơn để có thể gọn nhất có thể. Thế nhưng khách quan mà nói thì chất lượng hình ảnh vẫn đủ tốt và hoàn hảo để chia sẻ. Thậm chí là trong nhiều tình huống khi chụp thì điều kiện ánh sáng đủ tốt, bạn thậm chí còn không thể nhận ra được sự khác biệt nữa cơ. Và dĩ nhiên là nó chắc chắn sẽ tốt hơn so với smartphone rồi. Chiếc máy đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu với các bạn đó chính là chiếc Sony CyberShot RX100 thế hệ thứ 6. Ra mắt vào khoảng tháng 6 năm ngoái thì RX100 thế hệ thứ 6 sử dụng cảm biến CMOS xếp trong kích thước là 1 inch, được trang bị bộ nhớ đầu tiên trên thế giới. Nhờ đó mà máy ảnh cải thiện tốc độ chụp lên tới 24 khung hình trên giây và bổ sung thêm các tính năng lấy nét cao so với thế hệ trước. Và Sony RX100 thế hệ thứ 6 cung cấp khả năng zoom quang học 8.3x nhờ được trang bị ống kính có tiêu cự tương đương là 24-200mm cùng với khẩu độ tương ứng là f/2.8-4. Đây sẽ là bước tiến giúp cho chiếc RX100 thế hệ thứ 6 có khả năng bao phủ tốt hơn so với giải tiêu cự tương đương là 24-70mm trên người tiền nhiệm. Tuy nhiên, sẽ có sự đánh đổi về mặt khẩu độ ống kính so với chỉ số là f/1.8-2.8 trên bản cũ. Nhưng nếu thông thường, khi mà chụp trong điều kiện thiếu sáng thì điều này dường như không phải vấn đề quá lớn đối với người dùng phổ thông. Một điểm đáng khen trên chiếc RX100 thế hệ thứ 6 này là máy có ống kính tiêu cự dài hơn nhưng kích thước máy lại không hề thay đổi nhiều, với cùng chiều rộng và chiều cao so với Max thế hệ thứ 5 và chỉ dày hơn khoảng 1.8mm. Vì thế mà RX100 thế hệ thứ 6 vẫn hoàn toàn xứng đáng với tên gọi máy ảnh bỏ túi khi có thể nhét gọn trong túi áo khoác của người dùng. Và RX100 thế hệ thứ 6 được trang bị công nghệ lấy nét tự động theo pha tuyệt vời như trên phiên bản cũ với 315 điểm ảnh lấy nét. Đồng thời thì máy cũng hỗ trợ khả năng lấy nét mắt là IAF. RX100 thế hệ thứ 6 còn sở hữu ống kính ngắm điện tử XGA OLED. Thế nhưng giờ đây hoạt động thì thông qua cơ chế pop-up cho phép bạn có thể bật lên và giấu đi một cách dễ dàng khi mà không cần thiết. Bên cạnh đó thì màn hình cảm ứng có thể xoay lật 180 độ cũng là điểm được nhiều người yêu thích, đặc biệt là với các vlogger hoặc là các travel vlogger. Thông số kỹ thuật cụ thể của chiếc máy ảnh này, chúng ta sẽ có một cảm biến XMORES CMOS 20.1MP loại 1 inch, 13.2mm x 8.8mm và tỷ lệ khung hình sẽ là 3:2. Ống kính dài Spiral Sonor T 9-7.2mm, quy đổi ra sẽ là 24-200mm và khẩu độ sẽ là f/2.8-4.5. Chúng ta sẽ có chống rung trên ống kính và trọng lượng sẽ là 274g với thân máy, 301g khi đi kèm với pin và thẻ nhớ, và giá bán sẽ rơi vào khoảng 27 triệu đồng. Về ưu điểm thì máy sẽ có khả năng lấy nét thuộc hàng tốt nhất, phạm vi ống kính linh hoạt, chụp liên tiếp được 24 khung hình trên giây, chất lượng hình ảnh và video rất tốt, kính ngắm tốt và khả năng theo dõi mắt IAF. Cùng với đó nó sẽ có một cái kích cỡ vô cùng là nhỏ gọn và xinh xắn. Tuy nhiên thì máy sẽ lại có giao diện người dùng khá là phức tạp và khẩu độ ống kính khá nhỏ cho việc chụp thiếu sáng. Chúng ta sẽ không có cổng micro cho mục đích quay video. Cảm ứng trên máy cũng còn hơi hạn chế một chút. Chiếc máy ảnh thứ hai mà mình muốn giới thiệu được với các bạn đó chính là Panasonic Lumix TZ200. TZ ở đây là chữ viết tắt của Travel Zoom. Từ cái tên thì chúng ta đã thấy rõ rằng là chiếc máy ảnh này đã hướng đến những người yêu thích du lịch rồi, yêu thích những sự trải nghiệm cũng như là những khoảnh khắc và kỷ niệm trên mọi cung đường mà các bạn không muốn phải di chuyển nhiều. Và sử dụng cảm biến BSI CMOS với kích cỡ là 1 inch với 20.1 MP, Lumix TZ200 đủ cho ra những cái bức ảnh với độ chi tiết rất tốt. Bên cạnh đó thì chiếc máy này còn được trang bị ống kính siêu zoom Leica Viro Elmer với tiêu cự là 8.8-132mm, tương đương với 24-360mm trên khổ full frame 35mm, giúp bạn có thể chụp từ nhà tới trường mà không gặp bất cứ những trở ngại nào. Và ống kính này cũng sẽ bao gồm 13 thấu kính trong 11 nhóm với 5 thấu kính phi cầu và 3 thấu kính tán xạ cực thấp, đảm bảo độ sắc nét và chi tiết hình ảnh trên toàn giải zoom. Thông số kỹ thuật của chiếc máy ảnh này của chúng ta sẽ có cảm biến BSI CMOS loại 1 inch, tỷ lệ khung hình sẽ là 3:2, số lượng điểm ảnh rơi vào khoảng 21MP, ống kính Leica Viro Elmer T 8.8-132mm, quy đổi là 24-360mm với khẩu độ là f/2.8-4.5, chống rung trên ống kính ISO 125-12800, mở rộng từ 80-25600, zoom quang học 15x và trọng lượng sẽ là 341g, giá bán sẽ rơi vào khoảng 18,5 triệu đồng. Ưu điểm của máy là chúng ta sẽ có zoom quang 15x, màn hình cảm ứng cùng với quay video 4K, tích hợp EVF và có kết nối Wi-Fi và Bluetooth. Tuy nhiên thì EVF thì lại khá nhỏ và không thoải mái.
Trong quá trình chụp ảnh thì máy sẽ có chế độ làm mịn ảnh khá nhiều khi các bạn chụp ở ISO cao. Tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là một chiếc máy ảnh đến từ thương hiệu Leica, đó chính là chiếc Leica Cinelux. Cách đây không lâu thì Leica vừa mới cho ra mắt mẫu máy ảnh compact Cinelux với ống kính zoom quang học 15x, có giải tiêu cự là 24-360mm trên khổ 35mm cùng với khẩu độ là f3.3-6.4. Nếu như các bạn không quá e ngại về mức giá của máy rơi vào khoảng gần 24 triệu đồng thì đây có lẽ sẽ là sự lựa chọn máy ảnh du lịch đáp ứng tốt nhất về mặt thời trang mà bạn có thể chọn. Với khả năng zoom quang học 15x thì những trải nghiệm du lịch của bạn sẽ trở nên rất là phong phú. Bên cạnh đó thì máy còn hỗ trợ được rất nhiều những phụ kiện khác từ hãng, bao gồm dây đeo có tay, vỏ máy ảnh chất lượng cao cùng hộp bảo vệ hoặc là túi mềm. Tất cả thì đều làm cho Cinelux trở thành một người bạn đồng hành rất là thanh lịch cho mỗi chuyến du lịch của bạn. Về thông số kỹ thuật cụ thể thì cảm biến CMOS 1 inch, độ phân giải là 20.9 megapixel, ống kính tiêu cự 8.8-132mm, quy đổi ra 24-360mm và khẩu độ sẽ là f3.3-6.4. Chống zoom quang học OIS, khả năng zoom quang 15x, ISO mở rộng từ 80-25.600, trọng lượng sẽ là 340g và giá bán rơi vào khoảng 24 triệu đồng như mình cũng đã đề cập ở phía trên rồi. Chiếc máy này của chúng ta sẽ có một số ưu điểm như sau: ống kính zoom quang 15x, cảm biến CMOS 20MP 1 inch, ổn định hình ảnh 50, cải thiện hiệu suất tiếng ồn trên các camera cảm biến nhỏ hơn và hiệu suất cân bằng trắng rất tuyệt vời cùng với các chế độ ảnh 4K tích hợp các bộ lọc trắng đen. Nói chung là với mức giá này khá là tốt rồi, bởi vì đây là một chiếc máy ảnh đến từ thương hiệu vô cùng nổi tiếng đúng không? Tuy nhiên là chúng ta sẽ có một số tồn tại như sau, đó là màn hình thì lại không xoay lật được cũng như là EVF nhỏ và tạo một cảm giác không thoải mái cho các bạn. Gợi ý tiếp theo mà mình muốn giới thiệu được với các bạn đó chính là chiếc Canon PowerShot XS730HS. Nếu như bạn đang tìm kiếm cho mình một chiếc máy ảnh với phạm vi zoom cực rộng và các bạn không hề quan tâm đến những thứ khác thì PowerShot XS730HS sẽ chính xác là một chiếc máy ảnh dành cho các bạn. Và điểm nổi bật của chiếc máy này đó chính là khả năng zoom quang học lên tới 40x và ngoại hình thì cực kỳ chắc chắn thế nhưng lại rất gọn nhẹ. Nếu bạn muốn tìm những tính năng khác như là quay video 4K hay là thao tác cảm ứng cũng như là tùy chọn di chuyển đèn LED thì bạn nên tìm ở nơi khác. Thậm chí là máy còn không có cả EVF. Tuy nhiên, nó thực sự là một chiếc máy dành cho những chuyến đi du lịch mang đầy tính phiêu lưu. Cụ thể, thông số kỹ thuật của chiếc máy này sẽ như sau: cảm biến CMOS 20.3MP, một xử lý hình ảnh District 6 Image Processor, ống kính zoom quang 40x 24-960mm và màn hình LCD 3 inch xoay lật 180 độ. Quay video Full HD 1080px và với 60 khung hình trên giây, ổn định hình ảnh thông minh IS và kết nối Wi-Fi, NFC cũng như là Bluetooth. Trọng lượng sẽ rơi vào khoảng 300g và mức giá thì vô cùng là xinh xinh, 9 triệu đồng. Chúng ta sẽ có một phạm vi zoom quang cực xa 40x, ngoại hình thì rất là mạnh mẽ và chắc chắn. Tuy nhiên thì lại không có kính ngắm EVF cũng như là màn hình cảm ứng LCD thì không được nhạy cho lắm. Chiếc máy ảnh tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là một chiếc máy ảnh đến từ thương hiệu Nikon, đó chính là chiếc Nikon Coolpix A1000. Nikon thì vẫn luôn bắt kịp xu hướng hiện nay với máy ảnh du lịch Coolpix A1000 có khả năng thu phóng quang 35x và Dynamic Fine Zoom lên tới tận 70x, cực kỳ đáng nể đối với một chiếc máy ảnh compact nhỏ gọn như vậy. Và kích thước điểm ảnh của máy sẽ là 16MP, đem lại hình ảnh chất lượng cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng tối nhờ sự cân bằng hợp lý giữa độ phân giải lớn và ít nhiễu của độ nhạy cao và đạt được độ nhạy tối đa sẽ là ISO 6400. Ngoài ra thì máy cũng được tích hợp kính ngắm điện tử và màn hình góc nghiêng là 3 inch cảm ứng nữa cơ. Điểm cộng của máy sẽ là chúng ta sẽ có một nút zoom snapback giúp các bạn có thể nhanh chóng chuyển từ góc rộng sang góc siêu zoom để chụp các đối tượng chuyển động nhanh hoặc là chụp các vật ở khoảng cách xa. Chức năng này thì cũng có thể được dùng cho cả quay phim nữa. Thông số kỹ thuật của chiếc máy ảnh này sẽ bao gồm cảm biến CMOS 1:2.3 inch với độ phân giải là 16MP, kính ngắm điện tử zoom quang 35x tương đương 24-840mm, mở rộng lên tới là 1680mm khi bật chức năng Dynamic Fine Zoom. Quay video 4K Ultra HD 30 khung hình trên giây hoặc là Full HD 60 khung trên giây, kính ngắm điện tử 1,1 triệu điểm ảnh, hỗ trợ định dạng RAW khi các bạn quay phim, hỗ trợ macro với khoảng cách 1cm và chống rung Hyperlapse hỗ trợ quay phim ngay cả khi quay 4K nữa. Chúng ta sẽ có bộ phát Wi-Fi kết nối với smartphone để truyền hình ảnh thông qua Snapdragon và kết nối với Bluetooth. Chúng ta sẽ có một trọng lượng khá là nhẹ nhàng đó chính là 330g. Máy sẽ có một số ưu điểm đáng kể như sau: hỗ trợ định dạng file RAW, quay video 4K, màn hình cảm ứng lật nghiêng. Tuy nhiên thì màn hình EVF lại hơi nhỏ và bạn phải mất thời gian xử lý khi chụp các cái tệp thô nữa. Và giải tương phản độ hình ảnh cũng hơi thấp. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn những chiếc máy ảnh thực sự phù hợp với tiêu chí của những dân du lịch hiện nay, đó là sự nhỏ gọn cũng như là thao tác chụp và chia sẻ nhanh chóng những cái trải nghiệm trên đường đi. Và liệu bạn có chọn cho mình được một sự lựa chọn nào ưng ý trên những sản phẩm kể trên hay không?
Riêng mình thì mình sẽ chọn chiếc Lakers Lux. Đó sẽ là một sự lựa chọn khá là thích hợp khi mà vừa cung cấp được khả năng chụp đa dụng nhờ giải tiêu cự rộng, chất lượng ảnh tốt xứng với thương hiệu Lakers rất là danh tiếng. Đặc biệt thì Lakers Lux thì rất đẹp và thời trang nữa. Nó sẽ khiến bạn có một động lực để có thể đeo máy bên người để chụp ảnh mọi lúc mọi nơi. Đấy chẳng phải là một cái mục đích quan trọng nhất của việc chụp hình hay sao?